뭐 일주일 동안 선수들하고 bạn ấy hỏi về cái tình hình hiện tại của đội bóng ạ. Thì hiện tại đội bóng chúng tôi trong một tuần vừa qua đã chuẩn bị tập luyện cho trận đấu này là tương đối tốt. Thể trạng của các cầu thủ của đội bóng cũng đang ở mức tốt, và đặc biệt là bầu không khí của đội cũng đang rất là tốt ạ. Và tôi cũng tin tưởng rằng ngày mai đội bóng chúng tôi có một trận đấu tốt. Mặc dù chúng tôi đang có khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ hai là Gia Lai, tuy nhiên là ngày mai là trận đấu sân nhà, chúng tôi vẫn cần phải có một cái sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Và đặc biệt là trận đấu sân nhà, bản thân tôi cũng cầu thủ rất là muốn có một cái chiến thắng, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là chúng tôi cần phải kiểm soát bóng nhiều hơn, cần phải tấn công nhiều hơn, cần tạo ra nhiều cơ hội hơn. Và tôi cùng ban luyện sẽ chuẩn bị thật tốt về mặt chiến thuật cho cái trận đấu ngày mai. 잘라이도 마찬가지지만 뭐 장점이 확실히 있는 không chỉ Gia Lai, bất kể đội bóng nào đều có cái ưu, cái nhược điểm riêng. Đặc biệt là Gia Lai họ sử dụng đội hình 3-5-2. Nên vì vậy nên là ba tiền vệ trung tâm của họ là mối đáng lo ngại, bởi vì là họ kiểm soát bóng tốt này. Và không những thế là hai bên cánh cũng là những cầu thủ mà lên cánh tấn công rồi là chồng biên tương đối tốt. Đấy là những cầu thủ mà cũng cần phải lưu ý. Tuy nhiên là tất nhiên là đội bóng nào có ưu và nhược điểm riêng. Về mặt nhược điểm thì họ phòng ngự cũng chưa được tốt, và chúng tôi sẽ cố gắng sao khai thác những cái điểm yếu về mặt phòng ngự của đội bạn để có thể là có một trận đấu tốt ngày mai. Ngoài ra thì về mặt trận tấn công thì họ có những cầu thủ có thể có khả năng dứt điểm và ghi bàn tốt như Văn Toàn, Công Phượng hay là bạn ngoại binh. Tôi nghĩ rằng là ba cầu thủ này cũng là mối lo đối với chúng tôi, và tôi cũng sẽ làm sao đưa ra những cái giải pháp kèm người kèm chặt và có một trận đấu tốt ngày hôm nay.